Thưa quý vị, còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Thời điểm này thì người dân trồng rau trên cả nước đã bước vào vụ rau Tết. Theo ghi nhận, do thời tiết thuận lợi ở nhiều địa phương, nên theo dự báo nguồn cung rau củ quả trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ không bị khan hiếm. Ghi nhận tại vùng trồng rau xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tại vùng trồng rau ở xã Tân Hải, huyện Tân Thành, khoảng 2 tuần trở lại đây, nông dân đã hoàn thành việc xuống giống vụ rau Tết với diện tích khoảng 150 hectare, đạt 100% kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Hưng, tổ trưởng tổ hợp tác trồng rau Láng Cát, xã Tân Hải cho biết, tổ có 27 hộ sản xuất rau với diện tích trên 10 hectare. Những vụ sản xuất trong năm, các thành viên tổ hợp tác chỉ trồng 2/3 diện tích vì thị trường không ổn định. Nhưng riêng vụ Tết, do nhu cầu thị trường tăng, năng suất rau thu hoạch đạt hiệu quả cao, nên nông dân trồng hết diện tích, tập trung chủ yếu vào hai loại chính là súp lơ và rau thơm. Hiện rau của tổ hợp tác đang phát triển tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Tới đây khoảng một tháng tới đây bà con rất là phấn khởi vì thời tiết rất ủng hộ. Đấy, nó dâng ngò này rất là tốt, phát triển rất là nhanh. Hai nữa là bông cải mà lại ít sâu bệnh. Năm nay tại vì thời tiết nó cũng ủng hộ nữa. Bà con ta coi là ở làm vườn đây là nói chung là làm ăn cũng thấy khí thế. Vụ rau Tết thường bắt đầu xuống giống khoảng giữa tháng 11 âm lịch. Theo bà con trồng rau, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên rau Tết phát triển tốt. Dự kiến năng suất tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Các năm trước cũng vậy, cũng gần Tết là họ chuyên về trồng rau súp lơ, su hào và bắp cải. Đó là ba cái loại rau là họ là có cái tỷ lệ tiêu thụ cao. Thời tiết thuận lợi, rau Tết đang phát triển tốt, nông dân trồng rau khẳng định Tết Nguyên đán năm nay sẽ có một vụ rau Tết được mùa.